bố nồi Cozy, hàng chính hãng Cozy Malaysia. Hiện đang có mặt tại Quốc Thắng một số dòng xe nha anh em. Thì nó có mức giá dao động từ 200 đến 220 một bộ, tùy xe, tùy loại. Thì ở đây mình sẽ có những cái dòng xe là dành cho từ loại A. Bây giờ mình sẽ nói từ loại loại cho anh em xem nha. Đây toàn bộ là hàng chính hãng của Cozy, bố nồi này rất là tốt. Được rất là nhiều anh em tại thị trường Việt Nam và Malaysia sử dụng trong xe đi đường phố, đua và tour đầy đủ nha anh em. Làm từ những chất liệu đặc biệt cho độ bám tốt và tuổi thọ rất là lâu. Đây bây giờ mình xin giới thiệu cho anh em, đây là cái bộ bố nồi. Bộ bố nồi này nó sẽ sử dụng cho được tất cả các dòng, đây là bố nồi quay rim JZ 125, Exeter 135, con tay và Exeter 135 5 số nha. Giá cho bộ lá bố nồi Cozy dành cho quay rim Exeter 135 và JZ là giá cho bộ bố này là 200.000 một bộ. Một bộ nó bao gồm 5 lá nha. 5 lá 200.000 một bộ. Còn đây là bộ bố nồi Cozy của dành cho anh em đang chơi dòng máy là Winner CBR 150 hoặc là Sonic 150. Giá cho bộ bố nồi Cozy này có giá là 220.000 một bộ. Kế tiếp, đây là bộ bố nồi Cozy dành cho Exeter 150. Exeter 150 nha anh em. Giá cho bộ bố nồi Exeter 150 này có giá là 220.000 một bộ. Còn đây là bộ bố nồi Cozy dành cho Raider 150, Sachi 150 nha anh em, Sachi FI á. Giá cho bộ bố nồi Raider 150 này là 220.000 một bộ. Tất cả là hàng có sẵn tại shop Quốc Thắng, anh em có nhu cầu liên hệ qua số điện thoại là 0933 996 332.